đi live với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, huấn luyện viên Indonesia nói lời bất ngờ về ban tổ chức. Huấn luyện viên Shin Tae-yong không giấu được nỗi thất vọng khi U19 Indonesia bị loại sớm ở giải U19 Đông Nam Á. Nỗi thất vọng của huấn luyện viên Shin Tae-yong, giải U19 Đông Nam Á 2022 được coi là bước chạy đà quan trọng để U19 Indonesia hướng tới U20 World Cup tổ chức trên nhà vào năm 2023. Lứa cầu thủ U19 hiện tại của Indonesia nhận sự đầu tư lớn về mọi mặt, từ việc đưa huấn luyện viên Shin Tae-yong từ cấp đội tuyển quốc gia xuống dẫn dắt cho đến hàng loạt chuyến tập huấn đắt giá. Chính vì thế, việc đội bóng xứ vạn đảo bị loại ngay ở vòng bảng trên sân nhà là rất khó chấp nhận. Thất vọng với kết quả, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong lại gây bất ngờ khi bày tỏ sự không hài lòng với ban tổ chức giải. Điều luật tính thành tích đối đầu đã không còn xuất hiện trong các giải đấu của FIFA và AFC. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi điều luật này vẫn được đưa vào giải U19 Đông Nam Á. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy khá bực bội và thất vọng về kết quả. Tôi nghĩ U19 Thái Lan và U19 Việt Nam thực sự lo lắng về sự tiến bộ của U19 Indonesia. Vì thế họ đã tạo ra kết quả như vậy. Kết quả mà huấn luyện viên Shin Tae-yong ám chỉ là tỷ số 1-1 ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan trong lượt trận cuối, khiến U19 Indonesia bị loại bởi luật tính thành tích đối đầu. Tuy nhiên, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quên rằng điều luật tính thành tích đối đầu đã được áp dụng ở tất cả các giải đấu châu Á từ khá lâu. Điều luật này cũng phổ biến ở hàng loạt giải đấu lớn trên khắp thế giới như Champions League hay Euro nhiều năm qua. Còn nhớ tại giải U19 châu Á 2018, U19 Indonesia dù hệ số bàn thắng thấp hơn hẳn U19 OE 2-7, nhưng vẫn vượt qua vòng bảng nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Thực tế ở giải U19 Đông Nam Á cũng chỉ ra rằng dù được chơi trên sân nhà, U19 Indonesia đã không một lần chọc thủng lưới được U19 Việt Nam hay U19 Thái Lan. Thậm chí, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Shin Tae-yong có những thời điểm còn bị ép sân và suýt nhận thất bại. Phản ứng từ truyền thông Indonesia, tờ Bola dùng từ bi kịch để miêu tả về việc U19 Indonesia bị loại sớm. Một loạt hình ảnh các cầu thủ Indonesia buồn bã, thất vọng được đăng tải. Bola nhận xét, bi kịch, U19 Indonesia đánh mất quyền tự quyết trong tay và bị loại khi mà U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã làm tốt hơn ở kết quả đối đầu. Một nỗi đau lớn, đặc biệt khi Indonesia là chủ nhà của giải đấu. Các cầu thủ và huấn luyện viên Shin Tae-yong đã không giấu được sự thất vọng. U19 Indonesia nhận sự kỳ vọng lớn, nhưng họ đã rời giải theo cách đầy buồn bã. Trang Okson thẳng thắn phân tích những nguyên nhân khiến U19 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. U19 Indonesia đã khởi đầu chậm chạp và không thể ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam. Sau đó đến trận gặp U19 Thái Lan, chúng ta cũng bó tay trong việc tìm mảnh lưới đối phương. Hàng công của U19 Indonesia ghi tới 17 bàn, nhưng không thể nói họ đã đáp ứng được yêu cầu từ huấn luyện viên Shin Tae-yong. Bởi khi chạm trán Việt Nam và Thái Lan, các cầu thủ lập tức gặp khó khăn và tịch ngồi. Đây là điều huấn luyện viên Shin Tae-yong cần phải sớm cải thiện khi mà U19 Indonesia sắp phải đối đầu với những đối thủ còn mạnh hơn trong tương lai. Cầm hòa nhau 1-1, U19 Việt Nam cùng dắt tay U19 Thái Lan vào bán kết. U19 Việt Nam đã cầm hòa 1-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ U19 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng. Trước lượt trận cuối, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng có 10 điểm, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam xếp trên và tạm đứng đầu bảng. Nhờ hơn về chỉ số phụ, hiệu số bàn thắng bại cộng 9 so với cộng 6. Như vậy, chỉ cần hòa là U19 Việt Nam đi tiếp vào bán kết. Trong trường hợp nếu hòa có bàn thắng, cả hai sẽ dắt tay đi tiếp vào loại chủ nhà U19 Indonesia. Và tỷ số 1-1 đã xảy ra. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, U19 Thái Lan bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 72 nhờ công của Cường Phong. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, U19 Việt Nam đã có được bàn thắng san hòa tỷ số 1-1 nhờ pha lập công của Văn Khang. Với kết quả thuận lợi cho cả hai đội, tốc độ trận đấu đã được hai đội làm chậm lại ở thế an toàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U19 Việt Nam xếp đầu bảng A với 13 điểm. Cùng 13 điểm nhưng U19 Thái Lan xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, ở trận đấu cuối cùng của mình, U19 Indonesia đã không khó khăn đánh bại đội bóng dưới cơ Myanmar 5-1. Tuy nhiên, U19 Indonesia vẫn bị loại dù có cùng 11 điểm, nhưng kém hơn về chỉ số đối đầu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.